Kính thưa quý vị, tiếp theo là phóng sự Picnic Gò Công 2019 do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoàng Thành Đốn đang có một buổi picnic tại Lake Fairfax Park, thành phố Reston, Virginia vào ngày 7 tháng 7, 2019. Chúng tôi trân trọng đón chào tất cả quý vị, bà con, cô bác và anh chị em. Có những người nào mới đến lần đầu mà chúng tôi không biết, xin vui lòng giới thiệu mình để cho bà con cùng thấy một cánh chim xa tổ bắt đầu quay về Hội Thân Hữu Gò Công năm nay. Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoàng Thành Đốn đã được sáng lập 30 năm qua. Và hội trưởng đầu tiên là ông Nguyễn Văn Bảy. Ông từng hội trưởng hiện nay là ông Đỗ Công Thông. Có hơn 100 hội viên và hơn 300 người trong hội. Chủ nhật ngày 7 tháng 7, 2019 vừa qua, Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoàng Thành Đốn đã có một buổi sinh hoạt ngoài trời theo thông lệ hàng năm vào mùa hè. Và năm nay tại Fairfax Park, Reston, Virginia, hơn 100 quý thân hữu gia đình của Hội Gò Công đã đến chung vui với nhau trong một ngày khí trời thật đẹp. Theo lời tâm sự của anh Lê Văn Tua, bao nhiêu năm qua, anh đều phải dậy thật sớm lúc 5 giờ sáng, đến chờ khi cổng park vừa mở để anh có thể dành những chỗ tốt, có đến 4-5 bàn ghế dài dưới những bóng cây mát, để có thể chứa hơn 100 người đến 200 người tham dự. Picnic của Hội Gò Công lúc nào cũng đều có thịt heo quay, rất nhiều đồ ăn, thức uống để mọi người hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong những ngày mùa đông lạnh giá. Hôm nay đặc biệt của cái buổi hè hôm nay là có nha sĩ Vinh thấy bà con cứ bị mắc mưa hoài, nha sĩ Vinh nói okay, để mà mướn cái chỗ này cho bà con Gò Công. Nha sĩ Trần Xuân Vinh, con của anh Sáng đó, thì bữa nay rất là vui vẻ mà có cái dịp US World Cup Women nữa, sao bà con rất là vui, có TV ở đây để coi trực tiếp luôn. Sau khi được nha sĩ Trần Xuân Vinh tài trợ cho cái tiền để mướn cái căn lều này thì tôi được ngủ tới 6 giờ mới thức dậy. 6 giờ để dậy đem đồ ra rồi chuẩn bị ra đây set up đồ ngoài này. Hôm nay tôi là dược sĩ Nguyễn Xuân Lâm từ ở bên Pháp. Gần 40 năm nay tôi qua đây tham dự cái buổi picnic của Hội Gò Công tổ chức tại DC. Và cái hội này đó, tôi mang cái áo này đó là ba của tôi hồi xưa đó là cái người đầu tiên sáng lập viên cái hội này, Hội Thân Hữu Gò Công. Và cái áo này tôi bận từ hồi đó 1980 tới 12 tới bây giờ. Tôi rất là hân hạnh được tham dự ngày hôm nay và cảm ơn quý vị. Tôi xin chúc quý bà con đồng hương tham dự một bữa trưa picnic vui vẻ và an lành. Thực sự là em không phải là người Gò Công nhưng mà rể của Gò Công. Mà đây mỗi năm thì Hội Gò Công có những cái hội picnic đó, thì mình góp tay góp sức mỗi người một tí, gần tới giờ trưa thì cũng ra phụ nướng thôi chứ không có phải gì đây à. Tôi là một thành viên của Hội Thân Hữu Gò Công. Chúng tôi lớn lên và trưởng thành ở Gò Công. Và khi qua đây vẫn luôn nhớ tới người bà con thân hữu. Do đó hàng năm tôi đều đến để góp vui và giúp ích cho cái tình thân thiện và kết nối giữa người Gò Công với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự Picnic Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoàng Thành Đốn tại thành phố Reston, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoàng Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo chương trình hội đàm với các tù nhân lương tâm Việt Nam lưu vong. Xin mời quý đồng hương đến tham dự chương trình hội đàm để hiểu rõ thêm về hiện tình đất nước và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh từ những nhà dân chủ lưu vong. Thành phần diễn giả, luật sư Nguyễn Văn Đài, diễn giả chính từ Đức Quốc, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải từ Nam California, nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải từ Nam California, linh mục Bùi Phong tại Houston, Texas, mục sư Nguyễn Công Chính từ North Carolina, thông tín viên Trương Quốc Huy từ Nam California, giáo sư Nguyễn Chính Kết tại Houston, Texas, và có sự tham gia của một số cựu tù nhân lương tâm từ trong nước. Chương trình hội đàm sẽ được tổ chức tại Hội trường Chùa Liên Hoa, 6709 Sugarland Howard Road, Houston, Texas 77083.
Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Xin liên lạc ban tổ chức bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương 281-650-0658, giáo sư Nguyễn Chính Kết 832-484-2780.